quý vị, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu Nhân sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật sau đó đã có cuộc hội đàm và họp báo chung. Hai nước đã trao 12 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật số, môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ nắm chặt tay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ hai nước và đóng góp cho hòa bình thịnh vượng ở khu vực. Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc các cơ chế đối thoại ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất đi vào chiều sâu. Tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19 và tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã thỏa thuận về việc áp dụng quy chế đi lại ưu tiên, nhất trí sớm khôi phục đường bay thương mại, thúc đẩy sớm mở cửa thị trường cho quả nhãn tươi của Việt Nam và quýt Unsil của Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, môi trường, chính sách để chung tay hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư kinh doanh thành công ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hiệp Quốc về luật 1982 trong các hoạt động trên biển, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, hợp tác quốc tế công ước UNCLOS 1982. Thủ tướng Nhật Bản thì cho biết trong hợp tác để giải quyết các vấn đề khu vực hướng tới hội nghị cấp cao ASEAN tháng 11 sắp tới mà Việt Nam là nước chủ tịch, hai bên nhất trí sẽ thắt chặt thêm hợp tác trước những thách thức trong khu vực gồm cả vấn đề Biển Đông và Triều Tiên. Hai bên đã cơ bản đạt được thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng là bước phát triển lớn trong hợp tác lĩnh vực an ninh, quốc phòng hai nước. Tôi rất vui đến thăm Việt Nam, nước tôi công du đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng. Năm nay, Việt Nam là chủ tịch ASEAN và Việt Nam đóng vai trò trọng yếu khi Nhật Bản thực hiện chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tự do và rộng mở. Nhật Bản là quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết Nhật Bản quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam để khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền Trung, Việt Nam. Trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19, Nhật Bản và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu khởi động lại đường bay quốc tế hai chiều. Nhật Bản sẽ hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều nay Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có buổi gặp gỡ nói chuyện với các sinh viên Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chia sẻ câu chuyện của bản thân từ con trai của một gia đình nông dân đến khi là một sinh viên vừa học vừa làm, rồi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương năm 38 tuổi, trở thành nghị sĩ Quốc hội năm 47 tuổi. Ông Suga Yoshihide cho biết Nhật Bản thừa nhận tính đa dạng, tôn trọng lẫn nhau và coi trọng sự đồng thuận theo phương thức ASEAN. Trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản đã ủng hộ tính trung tâm và tính thống nhất của ASEAN, đồng thời nhiều hợp tác khác nhau. Trường Đại học Việt Nhật cũng là một ví dụ tốt cho sự hợp tác phát triển đó bằng việc bắt đầu khai giảng khóa đào tạo cử nhân từ năm nay bên cạnh đào tạo thạc sĩ. Thủ tướng Nhật Bản đánh giá nguồn nhân lực trẻ và tràn đầy năng lượng từ các nước ASEAN đến Nhật Bản là vô cùng cần thiết đối với cuộc sống của người Nhật và nền kinh tế của Nhật Bản. Trong phần kết của bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh luôn trân trọng tình bạn với ASEAN, người bạn tốt, thân thiết không gì có thể thay thế. Nhật Bản và ASEAN cùng hợp lực vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và phồn vinh. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10. Hôm nay 19 tháng 10, hầu hết các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, TBS, báo Asahi, Mainichi, Yomiuri đều đăng hình ảnh về lễ đón, hội đàm giữa hai thủ tướng. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Mỗi cơ quan truyền thông có những góc độ đưa tin khác nhau, nhưng có điểm chung là nêu bật chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ tướng Suga Yoshihide vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Việc ông chọn Việt Nam là nơi thăm đầu tiên thể hiện việc Nhật Bản coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung. Các báo, đài cũng lần lượt thông tin nội dung được thỏa thuận trong cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai bên. Đài NHK đã đưa tin động về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide. Trong đó, hai bên đã thống nhất hợp tác ở nhiều lĩnh vực như chống dịch COVID-19, đầu tư cơ sở hạ tầng, khôi phục đi lại giữa hai nước cho đối tượng công việc và lưu trú ngắn hạn. Về vấn đề quốc tế, hai bên xác nhận cần phải giải quyết vấn đề tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tránh vũ lực vì an ninh và tự do hàng hải của khu vực. Truyền hình Asahi cho rằng, những nội dung trong cuộc hội đàm phần nào thể hiện được chính sách ngoại giao của Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tích cực thực hiện trong thời gian tới. Hãng tin Kyodo đăng tin cho biết, Thủ tướng Suga Yoshihide trong cuộc nói chuyện tại Trường Đại học Việt Nhật đã nhấn mạnh rằng hiện nhiều hành vi bất chấp pháp luật quốc tế tại khu vực Biển Đông đang xảy ra. Nhật Bản phản đối mạnh mẽ những hành vi nói chung làm tăng căng thẳng tại đây. Truyền thông Nhật Bản liên tục đưa tin về các hoạt động của Thủ tướng và Phu nhân tại Việt Nam, cũng như phân tích mục đích của chuyến thăm tới Việt Nam, sau đó là Indonesia. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng mai 20 tháng 10 và kéo dài 19 ngày không kể ngày nghỉ. Kỳ họp được tiến hành thành hai đợt. Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và đợt 2 họp tập trung tại nhà Quốc hội. Thông tin này được Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết trong buổi họp báo chiều hôm nay. Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp, để xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Tại kỳ họp cuối năm của cuối nhiệm kỳ, thì Quốc hội sẽ tiến hành cái việc là giám sát việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến giờ. Thế thì như vậy thì Quốc hội sẽ tiến hành cái việc giám sát hay nói cách khác là tức là giám sát cái việc lời hứa của các bộ trưởng tại các nghị quyết chất vấn để xem như vậy các thành viên chính phủ này thực hiện lời hứa này đến đâu rồi và cái nội dung gì thực hiện được, nội dung gì mà chưa thực hiện được, nguyên nhân tại sao cần phải báo cáo giải trình rõ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự, cụ thể là phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong phiên khai mạc sáng mai 20 tháng 10, Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ ở miền Trung. Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 17 tháng 11 năm 2020.